Một niệm thiện lành chuyển đổi vận mạng. Ông Tiếp là chủ của một công ty có quy mô rất lớn. Tại địa phương, ông là người có sức ảnh hưởng rất lớn. Mặc dù ông có tiền lẫn thế lực, nhưng ông lại là người vô cùng lương thiện. Ông thường tham gia một số hoạt động từ thiện. Mỗi năm, ông đều dùng một khoản tiền lớn để làm các hoạt động từ thiện. Ở trong cuộc sống, ông Tiết dùng hành động của mình để trao tặng tình yêu thương và hữu ái đến với tất cả mọi người xung quanh. Một buổi sáng nọ, ông đang đi bộ trong công viên, phát hiện một công nhân vệ sinh nước xỉu trên đường. Ê da, nguy rồi. Cô ơi, cô bị sao vậy? Alo, 115 phải không? Ông đã đưa người công nhân đó vào bệnh viện, đồng thời trả tiền viện phí và thuốc thang. May nhờ có ông đã cứu giúp kịp thời, nên người công nhân đó đã không bị nguy hiểm. Hả? Đây là bệnh viện mà. Sao mình lại nằm ở bệnh viện vậy? Cô đã tỉnh rồi sao? Bác sĩ, tôi đã bị sao vậy? Cô không nhớ gì cả sao? Sáng nay cô đã ngất xỉu trên đường. May mà gặp được ông Tiết. Ông ấy đã đưa cô đến bệnh viện đó. Vậy hả? Vậy ông Tiết đó hiện giờ ở đâu vậy? Ông ấy trả tiền viện phí thuốc thang cho cô xong, thấy cô không gặp nguy hiểm nên đã đi rồi. Ông Tiết quả thật là người tốt. Ông ấy có để lại số điện thoại không vậy bác sĩ? Tôi muốn cảm ơn ông ấy. Ông Tiết đó chính là ông chủ của tập đoàn Tiết Thị đó. Hả? Là ông chủ của tập đoàn Tiết Thị đó sao? Ông chủ Tiết vì đưa người công nhân đó vào bệnh viện, nên sáng hôm đó ông đã trễ hẹn với khách hàng nửa giờ đồng hồ. Sau khi khách hàng biết lý do đã không hề thông cảm cho ông. Lẽ nào ông chủ Tiết vì một người công nhân vệ sinh không quen không biết mà lại từ bỏ cơ hội ký hợp đồng vô cùng khó có này hay sao? Ông chủ Tiết này tại vì sao như vậy chứ? Đã trễ nửa giờ đồng hồ rồi còn gì? Sao không thấy ông ấy đến vậy? Ông Trần à, cho tôi xin lỗi, tôi đã đến trễ. Ông Tiết, có phải là ông không có hứng thú hợp tác với chúng tôi hay không vậy? Không phải đâu, chúng tôi vô cùng xem trọng cơ hội này được hợp tác với quý công ty. Chỉ vì sáng hôm nay tôi gặp phải một số chuyện à. Lẽ nào những chuyện đó còn quan trọng hơn việc ký hợp đồng hay sao? Đúng vậy, sáng nay tôi gặp một người công nhân vệ sinh, cô ấy ngất xỉu ở trên đường. Vậy là ông đã đích thân đưa cô ấy đến bệnh viện đúng không? Phải, tôi sợ cô ấy gặp điều bất trắc nên đã đích thân đưa cô ấy đến bệnh viện. Đến khi bác sĩ xác định là không có vấn đề, tôi liền nhanh chóng quay trở lại đây. Xin thật xin lỗi đã khiến các vị đợi lâu. Tôi sớm đã nghe rằng ông chủ Tiết là người lương thiện, nhưng tôi không hiểu nổi, ông vì một công nhân vệ sinh không quen không biết, nếu như ông mất đi mối làm ăn này, như vậy có đáng hay không vậy? Đối với tôi mà nói, có thể cứu được tính mạng của cô ấy còn quan trọng hơn việc kiếm tiền. Chẳng những thế, tôi còn tin là chỉ cần giữ lòng tốt thì nhất định sẽ được ông trời phù hộ. Ông chủ Tiết, tại vì sao ông lại có suy nghĩ như vậy chứ? Ông chủ Tiết nhìn thấy vị khách hàng rồi kể cho họ nghe về những gì đã xảy ra cho ông lúc còn niên thiếu. Bởi vì lúc tôi còn trẻ, tôi đã trải qua một sự việc rất ly kỳ. Điều đó làm tôi tin chắc là làm điều thiện nhất định sẽ có thiện báo. Vào năm đó tôi đang chuẩn bị thi đại học lần thứ ba. Hai lần trước tôi đều thi không đậu. Nếu như lần này lại thi rớt nữa thì tôi sẽ chẳng lòng dạ nào lên thi đại học nữa. Tôi sẽ ra ngoài đi kiếm việc làm như những người khác. Sao lại thế này? Đầu óc mình sao vẫn không thể nhớ nổi bài học vậy chứ? Này, cứ như vậy mình nhất định sẽ không thi đậu được. Thời gian đó tôi cảm thấy vô cùng chán nản, hiệu quả học tập cũng rất tệ. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì tôi chắc chắn sẽ thi rớt tiếp. Để thay đổi tâm trạng, một ngày nọ tôi ra ngoài ô cho khuây khỏa đầu óc. Tôi đi ngang một ngôi chùa, nhìn thấy trước chùa có một ông thầy bói đang ngồi xem tướng cho mọi người. Con à, con như thế này thì làm sao thi đậu đại học được chứ? Mẹ nghĩ hay là có đi ra ngoài dạo chơi cho khuây khỏa đầu óc đi con. Dạ dân. Ê, sao mà đó nhiều người như vậy? Mình qua đó xem tự xem. Thưa chú, cho con hỏi, mọi người làm gì bên đó vậy ạ? À? Ông ấy bên đó đang xem tướng cho mọi người đó. Nói cho con biết, ông coi chính xác lắm đó, cho nên rất nhiều người đến xem đó. Xem tướng à? Vậy mình cũng qua đó cho thầy xem thử, xem coi lần này có thể thi đậu đại học không. Tôi đã nghĩ như vậy, giờ đến trước mặt vị thầy xem tướng, nhờ thầy xem tướng giúp tôi. Thầy ơi, thầy xem giúp con với, xem con lần này có thể thi đậu đại học không. Hey, anh bạn trẻ, tôi thấy cậu
thôi đừng đi thi làm gì. Nhìn mặt của cậu chẳng những không có hy vọng thi đậu, mà ánh mắt của cậu vô thần, có tướng chết đói. Đây là cái tướng xin ăn bị đói chết đó. Sau khi nghe vị thầy xem tướng đó đoán mạng xong, tôi vô cùng đau khổ, rời khỏi nơi đó mà mất hết tinh thần. Tôi đạp xe về nhà. Tôi thấy cậu thôi đừng thi làm gì. Nhìn mặt của cậu chẳng những không có hy vọng thi đậu, mà ánh mắt của cậu thì vô thần, có tướng chết đói. Đây là cái tướng xin ăn bị đói chết đó. Khi tôi lái xe đi chưa được bao lâu, đột nhiên tôi phát hiện thấy trên đường có một cái túi da. Ê, tôi mở ra xem, bên trong có rất nhiều tiền mặt và mấy quyển sổ tiết kiệm. Hả? Lúc đó tôi nghĩ người bị mất chiếc túi này nhất định sẽ rất lo lắng, cho nên tôi đành ở đó đứng đợi người mất của quay trở lại. Đợi đến hơn 4 giờ chiều, tôi nhìn thấy một người phụ nữ mồ hôi nhễ nhại, thở dốc, đang cúi đầu tìm kiếm vật gì đó. Ây da, đã lâu như vậy rồi, sao mà người mất của vẫn chưa đến đây vậy? Ê, dì ơi, dì đang tìm đồ bị mất hả? Đúng rồi, cha của dì bị bệnh đã nhập viện rồi, cần rất nhiều tiền để làm phẫu thuật. Dì đem tất cả tiền dành dụm trong nhà chuẩn bị đem đến bệnh viện, nhưng dì không cẩn thận đã đánh mất túi đựng tiền rồi. Có phải là cái túi này không? Đúng rồi, là cái này nè. Cảm ơn trời đất, cuối cùng dì đã tìm ra được rồi. Con trai à, cảm ơn con nhiều lắm. Nếu như không có số tiền này, cha của dì đã không được cứu rồi. Dì cũng không có mặt mũi nào để sống. Dì cảm ơn con nhiều lắm. Sau khi tôi đem túi tiền trả lại cho dì ấy, dì ấy cảm tạ hết lời rồi mới đi. Đúng lúc tôi chuẩn bị đạp xe về nhà thì lại gặp ông thầy xem tướng trước đó. Chàng trai à, đợi một chút. Chào thầy, có chuyện gì vậy ạ? Để tôi xem lại cho cậu một chút. Chẳng phải lúc nãy thầy đã xem rồi sao? Chàng trai à, cậu nhất định đã làm một việc thiện rất lớn phải không? Tôi nhìn dung mạo của cậu, cái tướng chết đói đã chuyển thành tướng quý nhân rồi đó. Đây là tướng đại phú đại quý đó. Lần này đi thi nhất định cậu sẽ đậu thôi. Đồng thời sau này còn có vô lượng phước báo nữa. Thầy à, thầy đang nói đùa với con phải không? Sao lời nói của thầy trước sau trái ngược với nhau như vậy chứ? Có tướng mạo đẹp không bằng có khuôn mặt tốt tướng. Có khuôn mặt tốt tướng không bằng có lỗ mũi tốt. Có lỗ mũi tốt không bằng có tấm lòng tốt đâu. Vì xem tướng cũng xem tấm lòng sao ạ? Cậu hành thiện tích đức thì cái tướng trên mặt cậu đã thay đổi rồi đó. Hóa ra như vậy sao? Nhờ việc thiện này mà năm đó tôi đã đậu vào đại học mà mình mong muốn. Thật là bất khả tư nghị. Cho nên từ đó về sau, tôi thường xuyên làm những việc thiện theo khả năng của chính mình. Cũng nhờ đó mà tôi đã kết rất nhiều thiện duyên. Có thể ký hợp đồng với người lương thiện như ngài cũng là may mắn cho chúng tôi. Vậy thì chúng ta hãy ký hợp đồng thôi. Vâng. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Phật.
Mi Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.